Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận nội dung tăng cường năng lực liên kết hoạt động xúc tiến và phát triển xuất khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phương hướng phát triển các nhóm ngành có lợi thế xuất khẩu của vùng, xây dựng thương hiệu hàng hóa chất lượng cao, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng, phát triển dịch vụ logistics gắn với tăng cường liên kết vùng và xây dựng các doanh nghiệp mạnh về logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của vùng. Bên lề hội nghị còn trưng bày quảng bá sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp trong vùng, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.